Cẩn thận đó, con cá mập đó nguy hiểm lắm. Hãy dùng mồi để dụ nó. Tôi mang bữa ăn nhẹ đến cho cậu đây. Sẵn sàng tiêu huyết thanh nhé. Tôi đói quá. Có lẽ cục Rubik này có thể đổi lấy cái gì ăn được. Hả? Cái gì vậy? Này, người muốn gì? Nếu có thêm món ăn đó thì thật tuyệt. Tôi đói lả rồi. Thôi đi nào thằng coi. Tôi tên là Ronald, cứ gọi tôi là Ronnie. Rất vui được biết anh. Alpha 010. Đừng gọi ta bằng cái tên đó nữa. Ta là Troy, hiểu chưa? Thằng quắc con bịp bợm. Ồ, bình tĩnh nào anh Troy. Tôi không có ý trở thành bữa trưa của anh một chút nào. Giờ anh có quan tâm đến việc đổi món ăn ngon đó lấy một cục Rubik không? Đó là cách tuyệt vời để giết thời gian. Dường như anh có cái đó rất nhiều. Ta chỉ muốn một điều: ra khỏi cái lồng này. Ồ, anh gặp may rồi. Anh thấy sao với một chùm chìa khóa trang trí để tưởng nhớ ngày sinh của Tổng thống George Washington? Chìa khóa, đoạn mở khóa. Món này không chỉ tốt cho kẻ bẻ khóa mà còn là một món hời đấy. Người có thể biểu diễn thử không? Được, được rồi. Tôi hiểu anh muốn đi thẳng vào phi vụ làm ăn này. Anh hãy đưa ra một món gì để đổi lấy cái này của tôi đi. Ta đưa ra cho ngươi cái này để trao đổi là mạng sống của ngươi. Tôi đành phải chấp nhận thôi. Nhớ nhắc ta đừng bao giờ ăn thịt người đấy. Ôi, đồ ăn. Đã đến lúc báo thù con cá cam sặc sỡ rồi. Đã đến lúc quay lại rặn san hô. Bộ phim Rặn san hô 2: Thủy triều lên. Hắn đuổi theo tôi. Cứu, cứu giới. Hắn sẽ ăn thịt chúng ta. Hắn sẽ ăn thịt tất cả chúng ta. Xin đừng ăn thịt tôi. Tôi sẽ làm mọi điều anh muốn. Làm ơn tha mạng cho tôi. Được, được rồi. Ta sẽ không ăn thịt ngươi. Nhưng chỉ khi nào ta được phép thức khuya. Thức khuya sao? Nếu vậy thì mẹ của con sẽ cắn đứt đầu hai bố con đó. Bố mắc cười quá. Mắc cười hả? Xem con có cười được không thì bố là một con cá quái vật. Con sẽ không chống nổi sức mạnh biển cả phi thường của bố. Thôi mà bố, khi nào mới dạy con sức mạnh đó? Để con gặp nhiều rắc rối hơn nữa sao? Bố không muốn vậy. Max, anh có thể... Chào, anh có thể cảnh giới trên cao không? Dĩ nhiên rồi, đội trưởng, tôi sẵn sàng ngay đây. Chào dì Ngọc Trai. Ôi, thằng cháu trai cưng của tôi. Chào bà Ngọc Trai. Cháu là đứa cháu duy nhất của bà. Vậy nên cậu mới là người đặc biệt. Đi thôi, Junior. Chào Pai. À, đây rồi. Cậu Dylan, có việc gì vậy? Chúng tôi muốn đến khán đài để xem Thornton diễn dở cưỡi con cá mập mất tích. Cháu biết đấy, là Hollywood Ford. Trong không gian ba chiều. Con đi được không bố? Nhé, 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 nhé.
chỉ khi nào con hứa ăn thật nhiều hạt ngũ cốc biển. Vâng. Còn anh thì sao? Anh sẽ đi với ai? Không, tôi phải về nhà. Hôm nay mực nước thấp nhất trong năm. Tôi đã hứa sẽ về gặp Cordelia. Được rồi anh bạn, vui vẻ nhé. Chào em yêu. Chào anh yêu, Pie. Chúng ta đi chứ? Thấy mùi gì chưa? Mùi của 1.500 loài sống trong rặng san hô. 1.500 hương vị khác nhau của các loại cá. Ồ, tôi nghĩ ta nên chia tay. Chúc may mắn trong việc trả thù, Troy. Hân hạnh khi được làm ăn với anh. Ồ, không không, ngươi phải đi theo ta. Này, còn túi đồ nghề của tôi. Anh còn cần tôi làm gì nữa? Ngươi rất hữu dụng khi lanh quanh ở đây. Chào các chiến hữu. Troy, thật sự là anh sao? Chúng tôi nghĩ anh đã chết. Không, chỉ là một chút nghỉ ngơi cho đến khi ta về thăm bạn cũ, Pai. Bọn người có muốn xơi một miếng thịt của hắn không, hả? Muốn không? Có chứ. Em thật sự vui vì anh không đi xem biểu diễn, Pai. Em rất khó gặp anh dạo gần đây. Phải có ai đó giữ an toàn cho rặng san hô chứ. Ồ, đây là nơi gian lao và nguy hiểm sao? Anh biết là tất cả loài cá đều kính trọng anh. Từ ngày anh giải thoát họ khỏi Troy và cho họ thấy rằng ngay cả loài cá nhỏ bé cũng có dũng khí. Em nói anh là nhỏ bé. Em nói anh có dũng khí. Trời ơi, trời ơi. Cá mập, có cá mập. Chạy mau, cá mập. Hả? Anh phải đi đây. Pai. Mực nước thấp quá, chúng ta không thể bơi qua. Làm sao mà tóm được Pai hả Troy? Kiên nhẫn nào các chàng trai. Pai. Nào Pai, trường mặt ra đi, đồ nhát cái. Cá mập là bọn chúng đấy. Troy đã trở lại. Troy, chuyện gì thế này? Hắn rất to lớn. Em không thể ngờ hắn sẽ trở lại. Đừng lo lắng, hắn sẽ không ở đây lâu đâu. Này này, hả? Đừng nói em là anh muốn chiến đấu với hắn ta. Anh đã đánh bại tên bạo chúa này, anh sẽ đánh bại hắn lần nữa. Một tên thì có thể, nhưng không phải là bốn tên. Tôi thấy còn có ba con cá mập nữa ẩn mình trong vùng nước sâu. Phải, tất cả bọn chúng có thể thử sức với bài ở đây. Chỉ có bọn ngốc mới hấp tấp. Người khôn ngoan chọn đúng thời điểm để ra tay. Và bây giờ thì chưa phải lúc. Hãy để tôi đi nói chuyện với Troy. Điều này sẽ rất vui đây. Troy. Hả? Pai đâu rồi? Hãy về đi. Và để rặng san hô bình yên. Hãy giao nộp tên giác cấy đó, hoặc nơi này sẽ bị đập nát ra từng mảnh. Lúc này các ngươi vẫn an toàn, nhưng 4 ngày nữa mực nước sẽ dâng đủ cao để ta có thể bơi qua bức tường san hô. Nghe này tên rụt cổ kia, ta không trở lại đây chỉ vì tên Pai. Lần này ta trở lại đây vì tất cả các ngươi. Đi thôi, những con cá này sẽ ước được sinh ra trong một bể cá khi chúng ta quay trở lại để hủy diệt rặng san hô. Troy đã trở lại. Hắn sẽ tấn công. Bọn cá mập, trời ơi. Sự kết thúc sắp đến rồi. Tất cả chúng ta sẽ chết. Nhưng tại sao là trong 4 ngày? Do thủy triều lên. Mực nước sẽ dâng cao nhất trong năm. Troy và đồng bọn sẽ có thể bơi qua bức tường san hô và tấn công chúng ta từ mọi phía. Không ai trong chúng ta được an toàn. Tôi biết phải làm gì. Và đó là làm gì? Thu dọn hành lý và rời bỏ rặng san hô. Rời bỏ rặng san hô sao? Rồi sẽ đi đâu? Đi ra vùng biển khơi à? Chúng ta sẽ không sống nổi một tuần ở ngoài đó. Cô ấy nói đúng. Những con cá mập, hàng ngàn con cá mập, tất cả chúng ta sẽ chết hết.
Anh nghĩ chúng ta nên làm gì? Tôi có thể làm gì sao? Tôi sẽ khôn ngoan hơn Troy, giống như lần trước thôi. Tự tin cũng giống như đi trên cầu giáng của bọn cướp biển. Tự tin nhiều quá, anh sẽ mất cân bằng. Các loài cá trông cậy vào tôi để chống lại Troy, và tôi sẽ không làm họ thất vọng. Anh không một mình chống lại Troy vào thời điểm sắp tới. Rặng san hô cần một nhà lãnh đạo có thể chỉ cho các loài cá cách cùng nhau để bảo vệ rặng san hô. Nerissa, tôi yêu các bạn ấy, nhưng hãy nhìn họ kìa. Họ không sinh ra để chống lại cá mập. Anh cũng giống như họ trước khi tôi huấn luyện anh. Anh là người lãnh đạo rặng san hô, Pai. Họ tin tưởng anh, và anh phải tin tưởng họ. Các bạn, hãy nghe tôi. Ồ, nhìn kìa, Pai. Chúng ta sẽ không quẩy đuôi từ bỏ rặng san hô. Đây là nhà của chúng ta. Cùng nhau, chúng ta có thể bảo vệ nó. Tất cả những gì chúng ta cần là một kế hoạch. Kế hoạch, chúng ta cần một kế hoạch. Vậy chúng ta cần làm gì, Pai? Chúng ta... tôi sẽ huấn luyện các bạn bảo vệ rặng san hô. Đó là những gì tôi muốn nghe nói. Nhưng tôi cần những người tình nguyện. Chúng ta cùng tham gia. Phải, tôi nữa, anh có thể chắc như vậy. Con nữa, mẹ không nghĩ vậy đâu, cậu bé. Nhưng em nữa, Pai. Đã đến lúc đá đít bọn cá mập rồi. Những gì các bạn định làm sẽ không dễ dàng. Nhưng sau khi tôi huấn luyện các bạn sẽ không còn là cá nữa, mà sẽ là chiến binh biển cả. Anh bạn hãy huấn luyện cho chúng tôi cách ra chiêu cái dây thịnh nộ để sẵn sàng hành động. À, cảm ơn. Chiêu cái dây thịnh nộ giờ đã sẵn sàng để học. Nhưng trước khi học cách sử dụng sức mạnh biển cả để chống lại kẻ thù, các bạn sẽ phải học các kỹ năng chiến đấu cơ bản. Vậy hãy bắt đầu với khóa học về chướng ngại vật. Đi theo tôi. Các bạn hãy nhớ mục đích của khóa học về chướng ngại vật là để tránh chướng ngại vật, không phải là để trở thành nó. Này, tại sao anh ấy lại lấy mấy trò này ra huấn luyện chúng ta? Sao anh ấy lại muốn làm khó chúng ta? Huấn luyện chúng ta chứ. Anh có muốn tôi huấn luyện anh không? Sao các anh không chịu huấn luyện cho trận đánh lớn? Ôi trời, tôi không cần huấn luyện. Không, anh làm sao biết được bị cá mập ăn thịt thì như thế nào? Ở vùng nước sâu, cá mập có ưu thế về kích thước và sức mạnh. Nhưng ở vài nơi, những ưu thế này lại không dùng được. Đi theo tôi. Này, làm gì thế? Đây là cái phao của tôi. Bọn cá xấu xa, sao không ở yên dưới nước đi? Ai đến được cái tháp trước tiên sẽ là người thắng cuộc. Tôi có thể thắng cuộc thi này. Ê, đống lộn xộn này là gì? Họ vẫn còn nhiều việc phải làm, và Pai sẽ chỉ dẫn cho họ. Troy sẽ trả tiền cho những thông tin này. Đúng vậy, đó là loại thuốc tiêm để tăng cường các axit amin, giúp tăng tốc tổng hợp protein và đốt cháy lượng mỡ thừa. Sự tiến hóa tự nhiên cho vật thí nghiệm. Còn kia là cái gì vậy? Ờ, là cái này hả? Nó là vết cắn tình yêu. Theo tôi thì nó giống vết kẹp hơn. Phải, dấu vết này chỉ có ở trong nhà tù. Người muốn gì ở ta nào? Người có gì cho ta hả rắn? Pai đang ở chỗ con cá voi bằng sắt để huấn luyện đám bạn cho trận chiến. Nghe có vẻ như những con cá bé nhỏ muốn đánh nhau lần nữa hả?
Chúng ta sẽ phải kết thúc chuyện này. Ronnie! Vâng, thưa anh Troy. Ta muốn người lẻn vào rặng san hô và ngăn Pai huấn luyện đám bạn. Vâng, tôi không nghĩ là bọn họ để cho một con cá mập vào rặng san hô. Để xem nào. Tôi cần một vài thứ để ngụy trang. Ồ, cái này được đấy. Trông tôi thế nào? Thông minh đấy, nhóc Ronnie. Vậy là tôi sẽ ngăn Pai huấn luyện bọn cá, và rồi anh sẽ cho tôi ra đi sao? Được rồi, thỏa thuận như vậy. Xem như thỏa thuận xong, anh Troy. Đừng làm ta thất vọng, nhóc Ronnie. Bằng không thì... Ta ghét rắn. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Hả? Tôi sẽ đi xem. Cẩn thận đấy. Cứu tôi. Ê. Cứu. Cút ra khỏi đây, đồ rác rưởi. Nhìn xem, cuối cùng ai cũng chịu ra mặt nào. Con cá cam sặc sỡ nhát gáy. Troy, anh vẫn là tên bắt nạt lớn xác. Một tên biết sủa hơn là biết cắn. Sao người không ra ngoài này và nói chuyện đó với ta? Hắn muốn khích anh đấy. Phải, người cứ việc trốn sau bức tường san hô. Người sẽ là mồi ngon của ta, rất nhanh thôi. Cảm ơn quý vị, tôi tưởng đã là bữa ăn của cá mập. Đừng lo lắng, sẽ an toàn với chúng tôi, chàng đẹp trai. Phải, cảm ơn, anh là người tốt nhất. Chỗ này để huấn luyện. Các bạn đã qua bước huấn luyện cơ bản, đã đến lúc học về sức mạnh biển cả. Nó đòi hỏi 3 điều: Tập trung và tập trung. Giờ đến lượt các bạn. Sao thế này anh bạn? Hy vọng là anh có kế hoạch dự phòng. Này, anh đang làm gì với cái dây thịnh nộ vậy? Cái dây thịnh nộ đang bị thương. Cái dây thịnh nộ không sao hết. Tôi chỉ muốn giúp thôi mà. Cố lên anh bạn, hãy nỗ lực nhiều hơn. Tôi đã thấy nhiều con cá mảnh khảnh còn có nghị lực hơn anh đó. Mấy anh chàng này là vũ công tuyệt vời. Giúp giới. Bước nhảy đẹp. Cô nên tham dự cuộc thi khiêu vũ với ngôi sao ở dưới biển. Nhìn tôi này. Tôi không thể nhấc nổi mình nữa. Tôi lê chân cũng không nổi. Việc gì đã xảy ra thì không xảy ra lần nữa. Các bạn cần tập luyện chăm chỉ hơn. Các bạn phải tập trung. Bằng không các bạn sẽ tự giết mình trước khi cá mập làm chuyện này. Chúng tôi đã cố gắng, nhưng khó quá. Tại sao chúng ta không thử cách khác? Phải. Cách nào khác, không phải là huấn luyện. Nói đúng đấy, ở đây cần phải thay đổi cái gì đó. Từ giờ trở đi chúng ta sẽ tập luyện chăm chỉ hơn. Cái gì? Cố lên, chúng ta phải làm mọi việc. Nếu không sẽ mất rặng san hô. Việc gì đã xảy ra với cái dây thịnh nộ vậy? Cái dây thịnh nộ thật là điên rồ. Phải, chúng tôi không giống anh Pai. Không ai trong chúng tôi là chiến binh. Cô ấy nói đúng. Nhưng các bạn có thể trở thành chiến binh. Tất cả những gì các bạn cần làm là khổ luyện và không bao giờ bỏ cuộc. Khổ luyện không bao giờ bỏ cuộc. Khổ luyện không bao giờ bỏ cuộc. Hát lên cùng tôi nào.
khổ luyện không bao giờ bỏ cuộc. Nào, khổ luyện không bao giờ bỏ cuộc. Đúng đấy, họ chỉ cần hát bài ca hạnh phúc và mọi thứ sẽ xong xuôi. Có lẽ các bạn cần một bài hát khác. Các bạn biết là cần một bài hát mang tính cá hơn. Mang tính cá sao? Dĩ nhiên, các bạn ở đây đều có tài năng. Các bạn không phải là Shakira, nhưng tôi đã thấy các bạn nhảy và tôi phải thốt lên wow. Ồ, anh chàng này sẽ là một tay thổi kèn tuyệt vời. Tất cả các bạn đều có khả năng đặc biệt, và tôi dám cá là chỉ với một chút luyện tập, tất cả các bạn sẽ tạo nên một đoàn nghệ sĩ nổi danh. Họ sẽ biểu diễn cho ai xem? Troy hả? Trước khi họ bị Troy ăn thịt sao? Cái gì duy nhất ở trên thế giới này mà cá mập cũng phải sợ? Là cái gì? Cái gì vậy? Loài người. Ồ, phải đấy. Tôi yêu loài người. Họ đã cho tôi thêm con mắt. Loài người sao? Chính xác là vậy. Bây giờ, hãy tưởng tượng rằng san hô sẽ tràn ngập các thợ lặn, những con tàu chở đầy du khách, các nhà sinh học biển, các nhà môi trường học. Toàn bộ chỗ này sẽ trở thành khu bảo tồn sinh thái, một khu vực cấm. Điều đó có nghĩa không được đánh cá, không có cá mập. Tôi đã từng thấy điều này ở các rặng san hô khác, nhưng chúng ta phải làm gì để nhiều người đến đây? Tôi không biết. Chúng ta hãy thực hiện một show diễn. Show diễn sao? Show diễn? Show gì? Anh đang nói về show diễn nào? Nó không giống bất kỳ show diễn nào. Đây là show diễn dưới nước siêu ngoạn mục. Chúng ta có màn múa ba lê với các chú cá ngựa. Các chú hề tung hứng. Tiếng rống sư tử của loài cá. Và tiết mục hoành tráng cuối cùng là một màn song diễn vũ điệu loài cá tuyệt vời. Ngon đấy. À phải, ngon đấy. À, đó gọi là tài năng ngon lành. Đây là việc hoàn toàn lố bịch. Chỉ cần thực hiện show diễn, con người sẽ kéo đến để bảo vệ chúng ta trước lũ cá mập sao? Không có cách nào làm điều đó trong vòng 3 ngày. Kế hoạch này chẳng có ý nghĩa gì cả. Và dĩ nhiên là anh có ý tưởng tốt hơn sao? Phải, trở thành chiến binh như tôi. Các bạn phải khổ luyện và không bao giờ bỏ cuộc. Chúng tôi đâu có giống anh. Anh đã thấy việc huấn luyện như thế nào rồi đấy. Tôi là vũ công, không phải chiến binh. Tôi cũng vậy. Thôi nào các bạn, thật là dớ dẫn. Thôi cố lên nhé, Pai. Một show diễn dưới nước, thật tuyệt vời. Quá trình tuyển chọn bắt đầu ngay bây giờ ở khán đài. Chúng tôi có thể đi không? Chúng tôi muốn đến đó. Ai cũng đều có thể đến đó. Hay quá. Đừng bận tâm, sếp. Chúng tôi vẫn ở bên anh. Chúng tôi là cận vệ trung thành. Dần đúng đấy. Còn tôi thì sao? Một kẻ xấu. Không đâu bố. Bố là một người tốt. Con sẽ luôn trong đội của bố. Cảm ơn con. Một show diễn dưới nước sao? Cái gì? Đây không phải là trò đùa chứ? Con người sẽ không bao giờ đến. Vấn đề chính xác là như thế. Vậy anh đã nói là nếu tôi ngăn được cuộc huấn luyện thì sẽ cho tôi đi. Thỏa thuận như thế này, nhóc Ronnie. Ngươi giữ cho bọn cá bận rộn với show diễn, để cho Pai không thể có ý tưởng mới. Và ta sẽ không ăn thịt ngươi vào lúc này. Pai hiện giờ hoàn toàn cô độc. Tôi thậm chí còn thuyết phục được Cordelia tham gia show diễn. Cordelia, hãy chắc chắn là cô ta tham gia một vai. Và đến khi kết thúc, nhử cho cô ta tránh xa. Ta muốn người trong mộng của ta an toàn khi chúng ta quay lại phá hủy rặng san hô tuyệt đẹp đó. Tôi không biết các bạn sẽ chọn thể loại nào để trình diễn. Vậy là em sẽ tham gia show diễn à? Bất kỳ ai cũng có thể tham gia, kể cả anh. Anh không ngờ gã mặt ngựa Ronnie khiến em nhận vai nữ chính múa ba lê. Tùy anh thôi. Em không thấy là kế hoạch của anh ta ngớ ngẩn à? Ồ, nhưng vẫn hơn là hò hét với bạn bè và ném ra những quả bóng sức mạnh, tốn quá nhiều sức lực. Này, đó là công việc của anh để bảo vệ rặng san hô. Hãy để anh đối phó với Troy. Không đâu, Pai. Cuộc chiến gây cấn giữa anh và Troy đã bắt đầu từ khi anh bảo vệ em trước hắn. Và bây giờ toàn bộ rặng san hô đang gặp nguy hiểm. Hãy để em làm phần việc của mình để bảo vệ nó. Cordelia, Troy ở ngoài kia. Và hắn muốn em quay lại. Hãy hứa với anh là em sẽ không bao giờ rời rặng san hô. Đừng lo, Pai. Em xin hứa. Cảm ơn em. Tôi không chịu trách nhiệm nếu những thứ này rơi vào đầu các bạn. Buổi diễn thử. Hãy chờ xem sao, bà Ngọc Trai. Đó là... Ôi, cậu bé, đó là tiết mục... Đó là tiết mục tuyệt vời đấy, cưng.
Chúng tôi sẽ cho bà biểu diễn một tiết mục đơn ca. Tôi sẽ là một ngôi sao. Này, tôi thì sao? Tôi là ngôi sao đây này. Người tiếp theo. Ồ, tôi thực sự không có tài gì. Tất cả mọi người đều có tài năng. Anh giỏi về cái gì anh bạn? Tôi tạo ra bong bóng từ mũi cũng khá hay, nhưng không hay bằng anh chàng kia. Thấy gớm quá. Thấy chưa, anh rất giỏi trong việc phát hiện tài năng người khác. Anh nghĩ sao về việc làm trợ lý điều hành cho tôi? Thật sao? Ôi, anh bạn. Được rồi, các bạn. Chúng ta còn thời gian cuối cùng để bảo vệ rặng san hô. Chúng ta phải chống lại bọn cá mập. Có ý kiến gì không? Giờ chúng ta cần một bản kế hoạch chiến lược. Tuyết, chúng ta đi đâu để lấy nó? Nó nằm trong đầu chúng ta, đồ ngốc. Ồ, hiểu rồi. Cẩn thận. Tôi bị mắc bẫy rồi. Này, tôi nghĩ ra rồi. Chúng ta sẽ làm cái bẫy cá mập đủ lợi hại để đánh đuổi Troy, khiến hắn không dám quay lại. Cái bẫy dành cho cá mập thật sáng suốt. Bỏ qua anh ta đi. Tôi sẽ thử. Đây là cơ hội để tôi thực hiện. Nghe tôi nào, chúng ta có thể tống khứ Troy mãi mãi. Các anh lấy vài thứ cho tôi. Chúng ta gặp nhau ở trong hang động. Sôi nổi và vui nhộn, tôi thích tiết mục này. Tôi có thể là một ngôi sao. Tôi có thể là một ai đó. Thay vì một miếng bọt biển, đó là những gì tôi có. Thật đáng kinh ngạc. Thật kinh khủng. Nào, 1, 2, 3, 4. Ôi trời ơi. Nào, nào, cái đó thì có thể nới rộng ra. Tôi phải đi tìm bố tôi. Được thôi nhóc, hẹn gặp lại. Anh có ngừng than vãn hay không? Đừng để ý đến tôi. Anh giỏi việc này lắm mà. Thôi nào, tôi chỉ trêu ghẹo anh thôi. Cận vệ tốt không trêu ghẹo. Cận vệ tôi mới biết trêu ghẹo. Cận vệ tốt sẽ nói những điều tốt đẹp như: làm tốt lắm Eddie, anh là giỏi nhất. Thôi đừng nói chuyện này nữa. Đây sẽ là cái bẫy cá mập rất tuyệt. Các anh có mang theo mọi thứ tôi yêu cầu không? Vâng, nhưng bẫy cá mập hoạt động thế nào? Anh sẽ thấy mà, hãy giúp tôi gài bẫy đã. Ồ, nhìn kìa, cái kẹp vít này sẽ rất vừa dặn. Chào bố. Chào Junior. Con làm gì ở đây vậy? Con đi tìm bố. Mọi người đang làm gì vậy? Đây là việc bí mật, tối mật, hạn chế cho thành viên trong đội. Cháu ở trong đội mà, còn nhớ không? Xin lỗi con trai, đây là việc của người lớn. Nhưng con có thể đứng xem. Dân ạ. Để con giúp, để con giúp. Để con giúp bố. Này, đừng đụng vào đấy. Con giữ được rồi. Tôi nghe nói anh cần sự trợ giúp. Phải, ở ngay đây. Gần xong rồi các bạn, chỉ thêm một chút nữa thôi. Để con giúp, để con giúp. Tôi chẳng thấy gì hết. Tôi mù rồi.
Anh đang bị dụi trong cát, đồ ngốc. Con có làm hỏng việc không? Bố đã nói với con rồi, đây là công việc của người lớn. Về nhà đi con trai, con có thể bị thương đó. Hang động không phải là sân chơi. Vâng ạ. Và bây giờ là màn kết hoành tráng. Và bây giờ là trái tim xao xuyến. Cordelia. Xin lỗi. Được rồi, vỗ tay nào mọi người. Tại sao anh không đi dạo với tôi? Hả? Là tôi không nhìn thấy gì. Ồ, tôi có một ý tưởng. Chỉ cần giữ cho miệng anh mở ra. Cảm ơn đã cho tôi thấy ánh sáng. Này Ronnie, nghe này. Anh nghĩ là tôi có cơ hội tham gia show diễn không? À, tôi biết. Tôi quá mập. Anh mập hả? Không. Anh thì giống như Beyoncé. Beyoncé, đó là nữ ca sĩ nổi tiếng mà. Ồ, phải. Anh đã đến xem buổi diễn tập sao? Em thật tuyệt vời ở đó. Ronnie đã truyền cảm hứng cho mọi người. Em chưa từng thấy rạn san hô lại đam mê đến vậy. Phải, chúng ta sắp đối mặt với cá mập. Đam mê đấy. Anh muốn tham gia không? Chỉ khi nào có bột dai cho anh ăn bùm ở trên biển. Vui đấy. Nhưng chúng tôi đã có vai diễn hài rồi. Tôi có tin cho cô đây. Mơ ước của tôi là màu hồng. Cô sẽ là ngôi sao của show diễn. Tôi sao? Ôi thôi nào, thật sao? Lại tiếp tục tôi sẽ làm cô nổi tiếng. Tôi biết nói gì đây. Cứ nói là buổi diễn tập đã xong. Cảm ơn Ronnie. Nào nào, chúng ta không có nguyên ngày đâu. Cá mập sẽ đến đây. Vậy thì Ronnie, nếu anh thật sự muốn thu hút con người đến với rặng san hô, sao anh không có người canh gác? Ý anh là gì? Một người canh gác? Ờ, canh gác về việc... Ồ, tôi không biết nói sao, có thể là thuyền. Anh biết đấy, là những vật nổi to lớn, bên trong có con người. Vậy tại sao lại không có người canh gác? À, thì ra là canh gác về cái này. Vâng, để có thông tin này cho anh, chúng tôi sẽ thực hiện Bobby. Hả? Sao anh không ở vị trí đứng gác? Tôi đã bảo anh phải đứng ở cái phao và quan sát các con tàu đi lại. Giờ anh hãy khẩn trương trở về vị trí. Nào nào, chúng ta đi. Tôi nghĩ là tôi có thể hát. Tôi hiểu, anh có thể hát trong khi canh gác tàu. Đi, đi nhanh. Hài lòng chưa? Chưa, cho đến khi nào tôi tống hứ được nụ cười trơ tráo trên mặt anh. Có vẻ không có ai. Được, đi thôi. Một chương trình biểu diễn dưới nước là gì? Và điều tồi tệ nhất là Cordelia đắm mình trong đó. Tôi không ngờ cô ấy lại tham gia vào cái gọi là kế hoạch của Ronnie. Có thể hắn ta có cái gì đó mà anh không có. Hàm răng to và mái tóc kỳ quái sao? Một cơ hội cho mọi người phải được chính họ thử thách. Này, tôi đã cố huấn luyện họ như ông đã dặn. Tôi đã đề nghị anh huấn luyện họ trở thành giỏi nhất theo khả năng họ, không phải trở nên giống anh. Đã đến lúc anh trở thành một nhà lãnh đạo xuất chúng. Giờ anh là người dạy họ, không phải tôi. Tôi biết tôi phải tự làm việc này. Anh không đơn độc. Sức mạnh biển cả luôn ở bên anh. Nhưng nó có thể có nhiều dạng. Một dũng khí uyển chuyển hiện ra trong tim anh. Hoặc một con rồng biển hùng mạnh có thể nuốt chửng cả hòn đảo. Một con rồng biển hùng mạnh sẽ giúp ích rất nhiều. Triệu tập sức mạnh lớn nhất từ biển cả hàm chứa sự nguy hiểm. Một người phải xứng đáng để chỉ huy con rồng.
Nhiều người đã thử nhưng không ai quay về. Tuyệt lắm. Tất cả những gì tôi có là một cái bẫy bị hỏng và hai cận vệ vụng về. Một lãnh đạo thực sự biết rằng bất cứ ai cũng có một vai trò quan trọng. Vâng, có thể vai trò của ông là triệu tập con rồng hùng mạnh. Ông đã từng nghĩ đến điều đó chưa? Nhiều lần rồi. Mình không cần ông Nerissa. Mình có thể tự làm việc này. Mình có con rồng biển của mình ngay tại đây. Mình phải sửa nó. Không. Con nghĩ là bố ở đây. Junior, đưa cho bố cái kẹp vít. Con có thể làm được. Sức mạnh biển cả nằm ở trong con. Tất cả những gì con cần làm là hãy tập trung. Được rồi. Con đã làm được. Con làm rất tốt. Tôi hy vọng chúng ta có thể sửa bẫy cá mập. Chỉ làm những gì tôi nói thôi đấy, đồ ngốc. Tốt thôi. Bẫy cá mập. Thật sao? Chào hai anh. Chúng tôi đến để sửa bẫy cá mập. Xong rồi. Phải, hai bố con đã sửa. Wow. Vậy sao, nghe ấn tượng đấy. Tôi muốn hai anh không để cho ai vào hang động, được chứ? Được. Và đừng chạm vào cái kẹp vít màu đỏ. Bằng không mọi thứ sẽ... Boom. Tôi sẽ không chạm vào bất cứ cái gì. Không cái nào hết. Cái kẹp vít màu đỏ. Boom. Mở to con mắt ra, đồ ngốc. Cảm ơn con đã giúp sửa cái bẫy, Junior. Nếu không có con, bố đã bị bắn văng lên mặt trăng rồi. Con đã nói là con có thể giúp mà. Phải, con đã nói vậy. Xin lỗi vì bố đã nghĩ con còn quá nhỏ để làm. Vâng, người nào cũng giỏi một cái gì đó, phải không bố? Vì vậy, ai cũng có thể làm tốt một việc gì đó. Bố nghĩ có lẽ con nói đúng. Pai bố trí hai tên canh gác hang động. Cái bẫy cá mập này chắc là một nỗ lực tầm thường của Pai để cứu hắn khỏi bị đánh dãy. Dân, anh muốn tôi lẻn vào để xem xét nó không? Không, ta muốn ngươi lẻn vào đó và phá hủy nó. Nhưng thưa anh Troy, Pai và con trai đã làm việc cực lực vì nó. Có lẽ chúng ta nên dừng lại. Hay là... Ngươi theo phe nào? Bây giờ ngươi hãy đi giải quyết nó trước khi ta giải quyết ngươi. Và nhớ lên lịch hẹn của ta với cô nàng ngôi sao của show diễn đấy. Và không được có cánh săn ảnh đấy. Bronson? Doom? Bọn người đến đây làm gì? Bữa tiệc buffet đủ mọi thứ cá mà tôi nghe đồn là ở chỗ nào vậy? Bữa đại tiệc cá sẽ bắt đầu vào ngày kia. Nghe có vẻ vui đấy. Phải, vui. Tao. Tôi đi tìm anh ở khắp nơi. Chuyện gì vậy, Poppy? Đi nào. Con tàu. Chúng ta cần đánh thức mọi người. Bắt đầu show diễn. Được rồi, cứu rặng san hô. Hãy ở yên đó. Cái gì? Tại sao? Chúng ta không muốn hy vọng hụt hẫng. Hy vọng hụt hẫng. Đó là điều kinh khủng. Sự tuyệt chủng của khủng long. Chúng ta sẽ làm gì? Sáng mai chúng ta sẽ có buổi diễn tập trung khảo. Sau đó chúng ta sẽ mời tất cả con người xem show diễn. Và tất cả chúng ta sẽ được cứu. Tốt đấy.
Được rồi, mọi người, nghe này. Hôm nay là ngày diễn tập cuối cùng. Nhưng sân khấu chưa dựng xong và cũng chưa có vai nam chính. Làm thế nào? Chưa có vai nam chính sao? Để hoàn thành sân khấu, chúng ta cần một cái kẹp dích. Ai mang về cho tôi cái kẹp dích, người đó sẽ nhận vai nam chính. Vai nam chính? Nghe đồn các thợ lặn đã để lại một cái kẹp dích màu đỏ trong hang động. Đi lên, anh có muốn tham gia show diễn không? Có. Vậy đây là cơ hội của anh. Phải. Này, các bạn còn chờ gì nữa? Chỉ cần lặp lại theo tôi. Làm tốt lắm, Eddie, anh là giỏi nhất. Làm tốt lắm, Eddie, anh làm tôi bực mình, đồ ngốc. Dừng lại, ê. Quay lại, dừng lại. Này, bị thương đấy. Đi ra khỏi đó, chỗ đó là tối mật. Các anh sẽ làm hỏng cái bẫy. Ê, tôi lấy được rồi. Tôi đã lấy được cái kẹp dích. Tôi sẽ là nam diễn viên chính. Chúng ta làm gì bây giờ? Có cách nào để mọi thứ trở lại như cũ trước khi Pai phát hiện ra không? Không có cách nào. Cái gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Ánh sáng, bắt đầu diễn. Di chuyển vào giữa và bắt đầu múa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Trái, phải. Và 1, 2, 3. Trái, phải. Nghiêng và xoay. Không. Các anh nghĩ là con người sẽ cứu một đám nghiệp dư loạn choạng hả? Chúng tôi có thể làm tốt hơn, Ronnie. Phải, hãy thử lại. Được rồi, một lần nữa, bắt đầu từ đầu. Được. Không, đã đến lúc thực hiện nhiệm vụ. À, xin lỗi, buổi diễn tập trung khảo không mở cửa cho công chúng. Brad và Eddie nói rằng người của anh đã phá hủy cái bẫy cá mập. Bẫy cá mập? Anh có cái bẫy cá mập từ khi nào? Ê, kia là cái kẹp dích của tôi. Dylan đã lấy nó về. Mặc dù trên thực tế tôi nhận vai nam chính sẽ tốt hơn. Sao anh lại phản bội tôi như thế? Anh bạn, tôi thật lòng xin lỗi về cái bẫy. Ronnie bảo chúng tôi tìm cái kẹp dích và anh làm theo lời hắn nói. Sao anh lại tin vào kẻ lừa đảo này? Khoan đã, Pai. Tôi không biết cái kẹp dích là một phần của cái bẫy cá mập của anh. Anh và cái kế hoạch lố bịch đưa con người đến bảo vệ chúng tôi. Troy và đồng đảng sẽ đến đây bất kỳ lúc nào và tôi không thấy bất kỳ con người nào. Tôi có tin cho các bạn. Có một con tàu thả neo không xa đây. Nó đến vào tối qua. Đúng thế, tôi đã thấy bằng ba con mắt. Anh thấy chưa? Kế hoạch lố bịch của tôi đang tiến triển. Tôi đã thấy nhiều lời nói dối của anh. Hãy cuốn gói về nơi anh ra đi. Anh thậm chí không đến từ rặng san hô. Điều đó có nghĩa gì với anh? Điều đó có nghĩa là giả mạo. Cái bẫy cá mập bị phá bởi tên gián điệp. Ồ, vậy sao? Vậy hãy nói với em là anh ấy có thể đi bất cứ lúc nào để tìm một ngôi nhà tốt hơn, an toàn hơn. Nhưng anh ấy không làm vậy, bởi vì anh ấy tin vào chúng ta theo cách như chúng ta. Còn anh thì không. Cô ấy nói đúng, cháu yêu. Vì nghĩ cháu đã đòi hỏi cô ấy quá nhiều, cháu đã đặt áp lực vào họ. Chúng ta trao đổi nhanh nào. Thật mạo hiểm khi chúng ta gặp nhau. Phải, thật là mạo hiểm cho nhà ngươi. Ngươi phải đưa Cordelia đến ngay chỗ này, ở phía bên này bức tường khi mặt trời lặn, hoặc là sự nghiệp giải trí của ngươi sẽ chấm dứt trong bi kịch. Tôi đã trở thành kẻ môi giới. Nerissa, ông có ở nhà không?
Nerissa đi đâu vậy? Suốt bao năm qua, anh đã cho tôi những gì tôi cần. Ngày mai, tôi không có sự lựa chọn, nhưng tôi đề nghị anh hỗ trợ nhiều nhất cho tôi về mọi thứ. Tôi hy vọng mình xứng đáng với sự trợ giúp của anh. Ronnie yêu quý, tôi nghĩ mình thật lố lăng. Lố lăng sao? Cô là một con cá sư tử, một trong những động vật dưới nước kịch độc trên thế giới. Tôi cảm thấy mình đang bị nhiễm độc. Con người thích thể loại biểu diễn này, tin tôi đi. Giờ hãy cho tôi thấy bước nhảy mới của các bạn. Và một, hai. Được rồi, hãy nghỉ giải lao. Đây là ngôi sao nữ hàng đầu của tôi. Ôi Ronnie, tôi sẽ không thể tập kịp rồi. Tôi múa cứ như con hà mã đi giày cao gót vậy. À, tôi đã từng thấy nhiều cô hà mã rất tài năng đấy nhé. Vậy tốt hơn, anh chọn cô ấy vào vai chính. Có lẽ cô ấy múa giỏi hơn tôi. Tôi sẽ làm hỏng mọi việc. Con người sẽ chẳng quan tâm đến chúng ta. Bọn cá mập sẽ ăn thịt bạn bè của tôi. Và rặng san hô sẽ bị phá hủy. Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra. Chúng ta sẽ tiếp tục múa cho đến khi nào thực hiện nó hoàn hảo. Thật sao? Tôi biết một nơi rất yên tĩnh, nơi chúng ta không bị quấy rầy. Chúng ta sẽ đến đó lúc mặt trời lặn, ngay sau buổi diễn tập. Cảm ơn Ronnie. Không có gì. Rất vui khi được gặp anh bạn. Này Troy, rất vui khi đập anh bạn. Sao vậy? Giờ ngươi lại muốn đánh nhau với ta thế sao? Không, tôi muốn chơi bóng với anh. Nào, Shaquille O'Neal, một chọi một nào. Hãy chơi nào. Hãy chơi trò bắt bóng. Ngươi là quả bóng. Tốt. Ngày mai bọn ta sẽ phá hủy rặng san hô, đồ cá ngu ngốc. Và ngươi có thể thấy sức mạnh của ta khi tao quay trở lại. Thật tệ khi ngươi không được chứng kiến. Chuyện gì xảy ra vậy? Chuyện gì vừa xảy ra? Pai đâu rồi? Ta sẽ nghiền nát con cá cam sặc sỡ đó. Giờ hãy đi thôi. Ta có cuộc hẹn hò với một quý cô. Chúng ta tới rồi. Được rồi, hãy làm theo tôi. Và một. Và hai. Và xoay. Hoàn hảo. Nào, chúng ta xoay ngược lại. Cảm ơn rất nhiều vì đã giúp tôi, Ronnie. Tất cả chúng tôi rất cảm kích vì những gì anh đã làm cho chúng tôi. Cảm ơn. Khi mọi chuyện kết thúc, chúng tôi rất hy vọng nơi này sẽ là nhà mới của anh. Và đừng lo lắng về Pai. Anh ấy sẽ trấn tĩnh lại. Tuyệt lắm. Hãy thử lần cuối cùng. Chúng ta múa nào. Chúng ta... Này, có việc gì vậy? Chúng ta đang ở bên ngoài rặng san hô. Tôi phải quay lại. Quay lại với đời anh. Troy, chào em. Người đẹp màu hồng. Anh ngạc nhiên khi thấy em kết bạn với một con cá mập. Ai? Ronnie? Này, Troy, Ronnie không phải là... Sao anh lại có thể? Anh là đồ dối trá. Chúng tôi đã tin anh. Tôi có thể giải thích. Ngươi có để ta khai ra hết không? Ngầm phá hoại việc huấn luyện của Pai và giữ cho mọi con cá phải bận rộn với một kế hoạch ngu ngốc để cứu rặng san hô. Ngươi cho bọn cá niềm hy vọng, sau đó tiêu diệt chúng bằng sự phản bội của ngươi. Phải, tất cả đều đúng. Anh chưa từng thấy hà mã nhảy múa trên đôi giày cao gót, có phải không?
chưa thấy. Còn anh, anh đã không hiểu được thông điệp khi Pai đánh bại anh và cho tôi viên ngọc. Tôi sẽ không bao giờ là bạn gái của anh, Troy. Này cưng, anh nghĩ đã đến lúc đưa mối quan hệ của chúng ta lên cấp độ tiếp theo. Bắt cóc em. Không, thả tôi ra. Làm cũng không tệ, Ronnie. Ta nghĩ ta sẽ giữ lời và cho ngươi đi. Ngươi nên đi ra khỏi đây trước khi ta đổi ý. Thả tôi ra. Ôi, không. Tôi vừa làm gì vậy? Chẳng còn gì để nói về việc tôi phải tự đối mặt với Troy, phải không? May mà tôi đã đến kịp để cứu anh. Cái này sẽ giúp anh hết đau đầu. Sáng mai bọn chúng sẽ tấn công rạn san hô. Không có cách nào để kịp sửa cái bẫy. Tôi đã thất bại rồi, Nerissa. Chỉ còn hy vọng kế hoạch của Ronnie có tác dụng. Thả tôi ra, đồ đáng chết. Tôi bảo thả tôi ra. Chúng ta sẽ ổn, nhưng không phải là cái vụ này. Tôi thấy anh ta lảng vảng ở rặn san hô. Phải, tôi không đi rình mò, tôi đi tìm anh cả đêm. Và anh là... Tôi biết mà. Bạn phải lắng nghe tôi, nghe cho hết. Tôi phải đánh gục anh, hãy nghe tôi đã. Cứ để anh ta nói. Được, nói gì? Troy đã bắt Cordelia. Cái gì? Troy buộc tôi phải giúp hắn. Tôi không giống như anh. Tôi không thể đối phó với hắn. Tôi biết đây không phải là cái cớ, nhưng không còn lời biện minh nào nữa. Tôi là người để mọi thứ xảy ra. Tôi ước hắn ta bắt tôi thay vì Cordelia. Tôi sẽ làm mọi việc giúp anh để đưa cô ấy trở về. Tại sao tôi phải tin anh? Tất cả là lỗi của tôi. Tôi muốn làm việc đúng để chuộc lỗi. Không, đó là lỗi của tôi. Nếu tôi là nhà lãnh đạo thực thụ thì phải nhìn ra một con cá giả trang như anh đã làm, thì đã không có gì xảy ra. Cả hai anh đều đã phạm sai lầm. Câu hỏi cho anh Pai, anh sẽ làm gì với những gì mới học? Anh biết đấy, Ronnie. Tất cả mọi người đều có một vai trò quan trọng. Hả? Kể cả anh. Anh có biết Cordelia bị giữ ở đâu không? Tôi có thể hình dung ra. Anh có sẵn sàng giúp tôi đưa Cordelia về không? Vâng, thưa anh Pai, vâng. Được rồi, chúng ta đến đón cô ấy. Đã đến lúc cho tất cả chúng ta thực hiện vai trò của mình. Cordelia bị bắt cóc sao? Tôi không biết. Ronnie là một con cá mập sao? Tôi không thể tin nổi. Làm ơn nghe đây, tôi nghĩ Ronnie xứng đáng có cơ hội thứ hai. Tôi hy vọng các bạn cũng nghĩ vậy. Tôi rất xin lỗi về những gì đã làm. Và tôi sẽ làm mọi điều cho các bạn. Các bạn là những người bạn tốt nhất mà tôi từng có. Chúng ta không thể tin một con cá mập. Không quan trọng anh ta là ai. Quan trọng là anh ta làm gì. Ronnie sẽ cùng tôi đến hang cá mập để giúp tôi giải cứu Cordelia. Việc gì xảy ra nếu Troy tấn công chúng tôi khi anh đi vắng? Ai sẽ bảo vệ rặng san hô? Là anh. Hả? Tôi không nghĩ vậy đâu. Không chỉ có bạn, tất cả các bạn. Tại sao cháu nghĩ là chúng tôi có thể bảo vệ rặng san hô chứ? Bởi vì tôi tin các bạn. Tôi không biết đâu. Tôi đã nghĩ các bạn sẽ trở thành chiến binh biển cả như tôi. Nhưng tôi đã nhầm. Ronnie đã thấy mỗi bạn đều có kỹ năng đặc biệt mà bạn đã sử dụng để thực hiện show diễn. Phải, những kỹ năng tương tự cũng có thể sử dụng để bảo vệ rặng san hô. Tất cả các bạn đều giỏi cái gì đó. Vì vậy, tất cả các bạn có thể làm tốt việc gì đó. Phải. Được rồi mọi người, có cùng với tôi không? Đã đến lúc tất cả các bạn thực hiện phần việc của mình. Đây này. Làm đi.
Nào, nào, chúng ta có thể làm được. Chỉ thêm một chút nữa thôi. Chúng ta gần xong rồi, không quá khó chứ hả? Cái kẹp chích đâu? Tôi có đây. Nhanh lên, tôi đến đây, tôi đến đây. Làm tốt lắm, Eddie. Anh là giỏi nhất. Chúng ta đã làm xong. Hãy theo dõi bọn cá mập. Được rồi, được rồi. Tôi sẽ là người canh gác. Anh đúng là biết cách giữ một cô gái đấy, Troy. Phải, cô ấy là một món bở. Này, các anh, ngươi làm gì ở đây? Ta đã nói gì ngươi quên rồi hả? Tôi quay lại để cảnh báo anh. Những người đã nhốt anh đang ở đây. Cái gì? Họ muốn làm gì ở đây? Tôi không biết. Ta ghét những con người đó. Doom, Sparta, canh chừng vị khách quý cô này. Những tên ngốc còn lại đi theo ta. Ronnie sẽ chỉ cho chúng ta biết những con người đang ở đâu. Chắc chắn rồi, thưa anh Troy. Làm tốt lắm, Ronnie. Giữ chân chúng trong khi tôi cứu Cordelia. Vậy với tên Pai đó, đối phó thế nào? Hắn có phải là con cá hổ hung dữ hay đại loại thế? Như một con cá nhộng sao? Đừng nói với tôi rằng hắn là ốc sên đấy. Cái gì vậy? Này, chờ ở đây. Nó chỉ là một tên non nớt. Lộ diện đi, cá. Ngươi không thể trốn khỏi ta đâu. Ngươi là một con cá tới số rồi. Quay lại đây. Này, cho ta ra. Đúng như tôi đã nói, con tàu đầy ắp người. Và con tàu có cái lồng đã nhốt anh. Không ai có thể nhốt ta lại vào lồng. Chúng ta phải đi nhanh. Hãy đi làm việc khác và ra khỏi đây. Sao chúng ta không tìm hiểu con người đang làm gì? Không còn thời gian cho việc đó. Thủy triều đang lên. Và ta muốn đi quỷ diệt rạn san hô. Nhưng Pai, anh sẽ đưa em ra khỏi đây. Ôi không, việc đó không có tác dụng. Lùi lại. Được rồi. Không có gì ở đây, anh Sparta. Chỉ là Cordelia lóng ngóng ở trong lòng. Người biết người xấu xí, yếu đuối, nhỏ bé. Nhưng ngươi thật sự là trung thành. Này, chuyện gì vậy? Cordelia, chạy, chạy mau anh bạn. Bắt lấy Pai. Tại sao việc gì cũng phải tới lượt ta ra tay vậy? Anh đang giữ được em. Giữ hắn lại, bọn ngốc. Đứng lại. Mấy tên chỉ biết quỳ rạp tân bốc. Tránh đường. Không. Cái gì? Đã đến lúc các anh phải là chính mình. Và thôi bị Troy bắt nạt. Thằng quắc con bịp bợm. Lẽ ra ngươi nên rời đi khi còn cơ hội.
tôi không nhìn thấy nhưng vẫn nhảy múa. Này, anh có biết mình có cây đàn piano ở trong này không? Bọn cá mập đang đến. Mọi người hãy đến nơi tập hợp. Bọn cá mập, đi thôi. Được rồi, tình hình thế này. Troy đang trên đường đến đây. Các bạn đều biết phải làm gì. Xử lý các cá mập khác theo kế hoạch. Còn tôi sẽ xử lý Troy bằng 7 cá mập. Nào, hãy nhìn kìa. Mực nước đã lý tưởng. Ta đã chờ đợi việc này lâu lắm rồi. Này, bọn cá đi đâu hết rồi? Ta biết, bọn chúng đã ra đi, từ bỏ nhà cửa của chúng. Hãy chắc là không còn sót lại cái gì khiến chúng phải quay về. Phải, hãy tản ra. Đã đến lúc nhập tiệc rồi. Chúng ta đã đến đây rồi. Rồng vĩ đại của biển cả. Đã đến lúc tôi đề nghị anh về sự trợ giúp lớn nhất. Không phải cho tôi, mà cho bạn bè tôi. Bởi vì nếu tôi thất bại, họ sẽ chịu đựng đau khổ. Tất cả những gì tôi có thể trao là chính bản thân mình. Vì vậy, hãy làm bất kỳ điều gì với tôi mà anh muốn. Rồng vĩ đại của biển cả, tôi đến đây. Kinh tởm quá. Đã có tín hiệu. Thách thức nào? Hạ hắn rồi, chúng ta đã làm được. Hãy ăn thịt ta và ngươi sẽ chết. Phải, có một ai đó sẽ phải chết. Hãy dừng lại, làm ơn dừng lại. Tôi là một ngôi sao. Này, đó là nói về tôi. Chào. Bắt hắn đi, Max. Rặng san hô trường tồn. Hãy nhận lấy đồ cá mập xấu xa. Thế chứ, tàu chiến đã bị đánh chìm. Các ngươi đang ở đâu, bầy cá nhỏ? Ngươi đây rồi. Nó đã hoạt động, thật là hứng thú. Cái gì vậy? Một con cá mập như anh làm gì ở một nơi như thế này? À, xin chào. Ta cũng hỏi người câu tương tự. Anh quả là có cái dây lớn đấy. Thế có muốn tôi tặng cho một nụ hôn nhỏ để lấy may không? Gì vậy? Chúng ta đã làm được. Hay lắm anh bạn. Làm tốt lắm các bạn. Đây là bài học cho kẻ xâm phạm rặng san hô. Đến lúc ra tay rồi, Doom.
Hãy bắt đầu bữa tiệc. Trời ơi! Trời ơi! Rút lui! Cho tôi vào! Cho tôi vào! Đây là hang của tôi! Ra khỏi hang của tôi! Đừng bắt tôi phải dở móng vuốt ra! Có giấc mơ đẹp không? Bắt tôi đi! Chúng ta sẽ phải ứng biến! Tôi đảm nhận chỗ này! Cảm ơn Pai! Bắt Pai! Tôi cần giúp đỡ. Hector. Anh bạn Lou. Bắt hắn. Đủ rồi đấy. Bây giờ đến lượt tôi. Có vẻ kế hoạch lớn của ngươi đã thất bại. Đến lúc ăn tiệc rồi. Con cá này thậm chí không đủ khai vị. Cái gì thế? Con người? Ồ không, đây là một cái gì khác. Có phải là Nerissa không? Ngồi trên con rồng biển cả. Troy, hãy đi khỏi rặng san hô và giữ lấy mạng sống. Nơi này giờ là của ta. Ông mới là kẻ phải ra đi. Đó là anh đã chọn như vậy, Troy. Bắt con rùa đó cho ta. Cái gì vậy? Xảy ra chuyện gì vậy? Nó không thể làm gì nếu chúng ta tấn công một lượt. Nerissa thật sự đã làm được. Tôi cũng phải thừa nhận điều này. Thật đáng kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì vậy ông già? Trông ông có vẻ thảm hại quá. Nerissa, ông có sao không? Pai, đến bắt tôi đi. Mình chỉ cần vào được hang. Ngươi có cảm thấy ta đang bám đuổi ở sau không? Sắp đến rồi, cố lên.
Pai. Cái gì đây? Lại cái bẫy thông minh khác hả Pai? Ồ không, xin đừng ăn tôi. Con cá mập điên khổng lồ kinh dị. Cả gia đình trở thành một miếng mồi. Ta không phiền với việc tóm người đâu. Đó được gọi là vào vòng chung kết. Cái gì vậy? Hãy làm điều này cùng với nhau. Anh đã làm được. Chúng ta đã làm được. Đúng vậy, Junior. Ồ, hay lắm. Có thể làm vậy với con nào nhỏ hơn không? Có vật lao tới. Nhìn kìa. Này, tạm biệt nhé. Này các anh, cẩn thận đấy. Lùi lại. Ôi không, làm ơn, đừng làm lại điều này chứ. Chúc mừng tất cả mọi người. Các bạn đã thật sự hoàn thành. Tất cả các bạn đã cứu rặng san hô. Những con cá mập đã trở thành mồi ngon cho rặng san hô. Hay lắm anh bạn. Chúc mừng Pai. Anh đã trở thành nhà lãnh đạo thực thụ. Nerissa, ông đã mạo hiểm mạng sống cho tất cả chúng tôi. Ông đã làm được. Cảm ơn ông. Như anh đã nói, đây là phần việc của tôi. À, đây là vai nữ chính của tôi. Nhanh lên, đến giờ trình diễn rồi. Nào nào nào, bắt đầu nào.